Xin chào bạn à. Hôm nay anh em mình lại đi lung tuổi chim. Thì đi tới ngôi nhà hoàng này. Anh em mình phát hiện thấy xung quanh đây có rất nhiều cây rất phù hợp cho chim làm tổ. Đấy. Thì bây giờ bọn mình sẽ đi một vòng ở xung quanh đây để kiểm tra xem có phát hiện thấy tổ chim gì không nhỉ. Mà thằng em mình nó đi ở đằng kia. Ở đây có một gốc mít rất thích hợp cho chim làm tổ. Đấy. Đây là một cây mít tái sinh. Thông thường những loài chim như chà mau hay là bông lau nó rất thích làm những cây như thế này. À đây các bạn này. Ở đây mình phát hiện thấy một tổ chim gì các bạn. Đấy. Vì ngược nắng nên nó không được nét. Bây giờ mình sẽ trèo lên để kiểm tra xem. Và đây các bạn này. Đấy. Tổ này là tổ bông lau. Mình nghĩ là vậy. Tổ này có 3 trứng. Mình nghĩ chắc chắn đây là tổ bông lau đấy các bạn ạ. Mình thấy chim mẹ nó kêu ở gần đấy rồi. Đây là thân cây mình vừa kiểm tra thì phát hiện thấy tổ bông lau. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi vào đây. Ở đây giờ mọc lại những chồi non rất đẹp và những loài chim như bông lau hay là cu gáy nó cũng ưa làm những dạng cánh như này. Vừa nãy mình đi ở ngoài kia đấy thì phát hiện thấy một con chim chưa than nó bay ở trong ngôi nhà hoàng này ra, và sau khi vào kiểm tra thì mình phát hiện thấy một tổ chim chưa than nó nằm ở trên hốc nhà các bạn ạ. Nó nằm ở trên một cái hốc ở trên mái nhà đấy. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi xem. Đây các bạn. Đấy, nó làm ở gần trên mái nhà này và ở cái hộp đằng kia. Thì đấy là một ngôi nhà bỏ hoang các bạn ạ. Đấy. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem tổ kia này đã có gì chưa nhỉ. Mình nghĩ là có trứng hoặc là có con rồi các bạn ạ. Vì lúc này đấy, chim mẹ được kêu này các bạn. Vì lúc này mình thấy chim mẹ bay ở trong này ra. Thì mình nghĩ chắc chắn là sẽ có con hoặc có trứng rồi. Và đúng như dự đoán của mình thì tổ chim này đã có trứng các bạn ạ. Tổ này có 4 trứng và trứng nó đã chuyển sang màu xanh đậm rồi, và chắc chắn sẽ nở trong vài 3 ngày tới. Đây mà mình lại phát hiện thấy một tổ chim cu gáy. Lúc này mình thấy chim mẹ bay ở trên kia ra. Đấy, bây giờ mình sẽ bảo thằng em treo lên để kiểm tra. Gì vui đang quay á, đường đèn thu lưu đây. Đường gần nở đó, đường nít trẻ, đường gần nít trẻ chứ nào.
Và đây là tổ chim khách. Hôm nay anh em mình quay trở lại thăm thì chim non đã lớn. Bây giờ bọn mình sẽ gắn máy quay lại ở đây và quay lại quá trình rời tổ của loài chim này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của chúng tôi. Nếu thấy hay, xin hãy nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ để ủng hộ cho Hoang Dã TV nhé.